Tổ chức ân xá quốc tế cáo buộc Nga làm thiệt mạng ít nhất 200 thường dân ở các tỉnh Aleppo, Homs và Idlib của Syria với chiến dịch không kích của mình. Tổ chức nhân quyền này cho biết các cuộc không kích của Nga đã đánh trúng vào nhà và bệnh viện và rằng theo tìm hiểu của họ, không có máy bay chiến đấu hoặc những mục tiêu quân sự gần đó. Nga cho biết họ đang nhắm mục tiêu tấn công vào nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhưng đối mặt với chỉ trích rộng khắp nói rằng những cuộc không kích của họ chủ yếu nhắm vào những nhóm phiến quân chiến đấu chống lại tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một liên minh riêng biệt do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, đang tấn công những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.